Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Chúng tôi là vận động viên. Chương trình nhằm tôn vinh những nỗ lực của các vận động viên trong sự nghiệp thể thao Bình Dương cũng như Việt Nam. Và thưa quý khán giả, giải bóng đá truyền hình Bình Dương Cup No. 1 đã chính thức bước vào mùa tổ chức thứ 21. Chào mừng sự trở lại của sân chơi truyền thống của bóng đá đất thủ. Chương trình hôm nay xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ một khách mời đặc biệt. Anh từng thi đấu ở vị trí tiền đạo đến từ Brazil, nhưng bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam nhờ BTV No. 1 Cup. Những cú Santo mỗi khi ghi bàn thắng, kỹ năng săn bàn điêu luyện đã làm nên thương hiệu của chân sút người Brazil, Kesley Alves. Năm 2005, Kesley Alves cùng câu lạc bộ Matsubara sang Việt Nam dự giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương Cup No. 1. Sau giải đấu, Becamex Bình Dương quyết định chiêu mộ Kesley. Trong màu áo Becamex Bình Dương, chân sút người Brazil đạt được mọi vinh quang của đời cầu thủ với các danh hiệu: cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2005, cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất 2005, vua phá lưới AFC Cup 2009, chiếc giày vàng Việt Nam 2009, quả bóng đồng Việt Nam 2011. Năm 2014, rời Becamex Bình Dương, Kesley thi đấu cho một số câu lạc bộ Việt Nam trước khi sang Thái Lan chơi bóng ở giải hạng nhì. Năm 2018, Kesley khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở tuổi 37, sau đó chia tay nghiệp cầu thủ. Đầu năm 2020, Huỳnh Kesley Alves trở thành thành viên trong ban huấn luyện của đội trẻ U15 Bình Dương. Hiện tại anh đảm nhận vị trí trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ Becamex Bình Dương. Về cuộc sống riêng, Kesley làm rể Việt Nam từ năm 2005. Anh chính thức trở thành công dân Việt Nam sau khi nhập tịch vào năm 2009 và lấy họ Huỳnh theo họ của vợ. Cảm ơn Kesley đã nhận lời tham gia chương trình. Đầu tiên, xin chúc mừng anh với vị trí trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Becamex Bình Dương. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi được ban lãnh đạo đội bóng chọn vào vị trí mới này không? Rất vui khi trở lại câu lạc bộ Becamex Bình Dương với đội hình 1. Năm ngoái thì tôi là huấn luyện viên đội trẻ. Sau đó tôi được huấn luyện viên mời làm trợ lý cho ông. Tôi rất vui với công việc này và tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mới tại đội bóng. Với vai trò là trợ lý huấn luyện viên, vậy một ngày của anh bắt đầu như thế nào ạ? Sáng tôi từ Sài Gòn lên Bình Dương và ở lại làm việc cả ngày tại đội bóng. Tối tôi mới trở lại Sài Gòn. Tôi lên kế hoạch và tham gia quá trình hướng dẫn cho các cầu thủ tập luyện, cả về thể lực và chiến thuật. Tôi cũng là người chịu trách nhiệm mọi việc về sân bãi trước khi đội đến sơ tập. Huấn luyện viên là người đưa ra chiến thuật và những quyết định cuối cùng. Nhưng trước đó thì tôi sẽ có những đóng góp ý kiến để ông chọn và đưa ra quyết định. Cái tên Kesley được khán giả biết đến khi anh cùng câu lạc bộ Matsubara tham dự BTV Cup. Vậy anh có thể chia sẻ cái cảm nhận đầu tiên của anh khi tham dự giải đấu này hay không? Lần đầu tiên tôi đến đây, tôi là vua phá lưới BTV Cup. Sau đó thì tôi thi đấu cho Becamex Bình Dương tại V-League năm 2005. Tôi cũng giành giải vua phá lưới với 21 bàn thắng ở mùa giải đầu tiên. Vì vậy mà điều nhớ nhất của tôi là ghi nhiều bàn thắng khi mình đến đây. BTV Cup sắp bước sang mùa giải thứ 21 và lần trở lại BTV Cup với vai trò trợ lý huấn luyện viên thì có lẽ Kesley sẽ có nhiều cảm xúc đặc biệt, đúng không nào? Vâng, đúng vậy, nhiều cảm xúc khi trở lại đây. Tôi không còn là cầu thủ mà trở thành thành viên trong ban huấn luyện, tham dự BTV Cup, V-League và các giải đấu khác nữa. Tôi chia sẻ với các cầu thủ những kinh nghiệm, những trải nghiệm cũng như là những kỹ thuật mình có được để giúp họ thi đấu tốt hơn. Anh có thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống hiện tại của anh tại Việt Nam được không? Như về gia đình và cái con của anh được không? Các bạn biết đấy, vợ của tôi là người Việt Nam. Tôi có hai con trai. Con trai lớn của tôi rất thích bóng đá, còn con trai nhỏ của tôi thì thích nhạc và khiêu vũ. Tôi hy vọng là con trai lớn của tôi sẽ gia nhập đội trẻ, sau đó là đội 1 của Becamex Bình Dương trong tương lai, và sau đó nữa thì được gọi vào tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện tại thì tôi đang huấn luyện cho cháu tại nhà vì dịch Covid-19. Có lẽ là một thời gian nữa tôi sẽ đưa cháu vào học viện bóng đá. Về việc mà khoác áo tuyển quốc gia thì tôi nghĩ con của tôi có hai cơ hội. Một là khoác áo tuyển Brazil, còn hai là khoác áo tuyển Việt Nam. Nhưng tôi khuyến khích cháu là chọn thi đấu cho Việt Nam vì chúng tôi đã sinh sống tại Việt Nam. Kesley ở Việt Nam lâu như vậy, anh có thể nói tiếng Việt thành thạo chứ? Tôi cũng nói tiếng Việt, khoảng 90% chứ. Trong quá trình trao đổi với các cầu thủ, tôi dùng tiếng Việt, nhưng khi trả lời phỏng vấn thì tôi dùng tiếng Anh vì sợ mình nói tiếng Việt không chuẩn. Mọi người không hiểu hết ý mình nói. Tôi sẽ học tiếng Việt nhiều hơn nữa. Anh có thể hát một bài hát tiếng Việt được không ạ? Tôi nghe bài hát tiếng Việt, nhưng hát không được. Còn con của tôi thì hát cả tiếng Việt và tiếng Anh. Chúng hát rất hay. Becamex Bình Dương đã 7 lần vô địch BTV Cup. Vậy mục tiêu của đội năm nay là gì? Tại BTV Cup nói riêng và cả V-League 2022. Becamex Bình Dương là một trong những đội bóng lớn tại Việt Nam, có nhiều cầu thủ giỏi, do đó mục tiêu là giành danh hiệu vô địch BTV Cup. Chúng tôi không quan trọng là giải nào, lớn hay nhỏ, vì giải nào chúng tôi cũng phải tính toán, đầu tư tập luyện, chuẩn bị thật nghiêm túc. Vì mục tiêu là ngôi vô địch cho nên chúng tôi buộc phải tập trung toàn bộ sức lực. Đây cũng là mục tiêu của chúng tôi ở mọi giải đấu, từ V-League, AFC đến BTV Cup. Chúng tôi muốn hướng tất cả các cầu thủ đến cùng một mục tiêu. Vậy anh đánh giá như thế nào về một số ngoại binh mới của Becamex Bình Dương ạ? Về cầu thủ ngoại, chúng tôi chưa đánh giá được bởi vì chúng tôi cần thời gian để đánh giá họ thông qua các giải đấu, đặc biệt là ở BTV Cup. Sau đó nữa thì huấn luyện viên trưởng sẽ đưa ra quyết định cho cầu thủ. Xin cảm ơn Kesley đã tham gia chương trình. Trước khi nói lời tạm biệt thì anh hãy chào khán giả bằng tiếng Việt được không ạ? Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở BTV Cup Number 1 2021. Xin chúc cho cựu chân sút Huỳnh Kesley Alves sẽ cùng câu lạc bộ Becamex Bình Dương ghi dấu một mùa giải đáng nhớ tại BTV Number 1 Cup lần thứ 21 năm 2021. Và chương trình chúng tôi là vận động viên cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi là vận động viên sẽ được phát sóng vào lúc 14h50 trên kênh BTV1 và 17h10 trên kênh BTV2 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể xem lại chương trình trên YouTube BTV Thể thao. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.